Đầu tiên thì ở cho Odo xin kính chào tất cả các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của em nhá. Thì trong clip ngày hôm nay nhân tiện có một bác khách gần cửa hàng ở quận Gò Vấp. Đấy, bác có hai cây micro không dây và chất lượng nó hát không còn được hay, nó bị vỡ tiếng. Vì vậy, xem được clip của Acha Audio trên kênh YouTube nên anh đã quyết định tới cửa hàng và đỗ. Giờ hiện tại anh đang ngồi kế bên cạnh em đây và sau khi đỗ xong thì anh sẽ test và nếu ok thì anh lấy luôn. Đấy. Hiện tại trong tay em đây là một cái cụ mic Soundtrack Pro 700 và em đang đổ trước cụ mic Soundtrack Pro 700 vào cây mic này và tí nữa em sẽ đổ vào một cây mic tiếp theo, đó là cụ Pro 600, vì là ảnh muốn có một cái mic nam và một cái mic nữ, là ý là một cái mic thiên về bass và một cái mic thiên về treble nha. Các bác cùng anh em cùng theo dõi nha. Thì nói chung là về củ mic Soundtrack Pro 600 và Soundtrack Pro 700 thì em cũng đổ cho rất nhiều bác khách, hiện nay thì cũng rất nhiều rồi. Bác nào hay em nào mà có nhu cầu hay là có tiện gần ở cửa hàng ấy của em thì mà có những cái micro mà kém chất lượng hát không còn hay nữa thì hãy tới để em tư vấn cũng giống như nâng cấp lên cho các bác một cái micro hoàn chỉnh ấy, hát hay chơi trong dịp Noel này hay là dịp Tết Tây rồi cũng Tết ta của chúng ta nữa nhá. Đấy. Thì đây, trên tay em đây bây giờ em cũng đã đổ xong một cây mic Soundtrack Pro 700. Đấy, và bây giờ em vặn lại. Đó. Các bác cùng xem. Đấy. Thì cái mic của anh này thì cũng đang còn rất mới nhưng do cái đầu mic thì nó dở quá, chất lượng nó không có đảm bảo, hát không hay. Vì vậy anh quyết định anh mới tới thay. Đấy. Thì độ xong Pro 700 rồi thì tiếp theo chúng ta đi vào độ Pro 600 nha. Rồi, đây. Trên tay em đây là một cây micro hoàn chỉnh của anh. Đấy. Nhưng mà nó rất tệ. Đấy, cụ mic nó bị rời ra, rớt ra đây này. Đấy. Và bây giờ em sẽ tháo ra và đổ vào một cây micro Soundtrack Pro 600 nha. Vừa rồi là Soundtrack Pro 700 rồi thì bây giờ là Pro 600. Đấy. Mọi người cùng xem. Đối với cụ mic Soundtrack Pro 600 thì cho chúng ta chất giọng về thiên về dày chép hơn. Vì vậy nó sẽ cho chúng ta cái tiếng cũng giống như cái âm nó trong hơn, nó thật tiếng hơn khi chúng ta hát karaoke. Đấy. Các bác và anh em khi mà muốn nâng cấp cây micro của mình thì cũng nên chú ý. Ví dụ mình thích hát ở cái chất giọng như thế nào, giọng trầm hay là giọng trong sáng thì giọng cao thì các bác hãy lựa chọn cho mình để cho nó đúng với cái nhu cầu của mình. Vì có một số bác thì trong thời gian của vừa qua thì hay mua hàng về nhưng mà nhu cầu của mình thì là dày chép trong sáng nhưng mà đặt nhầm về chất âm không phù hợp nên các bác cứ yêu cầu đổi lại. Đấy. Nên các bác và anh em nên chú ý vấn đề chọn nhá. Đấy. Thì đây. Đây em đang quá trình quay lại cái quá trình độ của mic của chúng ta. Thì đây trên tay em đây là bây giờ em đang tháo rời cái cụ mic của anh khách này ra. Đấy, nó cũng khá là cái đầu ren, cái này là cái đầu ren nó dán với keo con chó nên vì vậy phải tháo một cách nhẹ nhàng cũng giống như cứng để cho nó gỡ ra được. Đấy. Thì độ này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà do cái mic này là mic không dây và cái đầu của nó dài nên là cũng phải hơi mất thời gian một tí nha. Đấy. Rồi các bác và anh em đợi một tí. Đấy, đó chúng ta cho cái đầu mic vào vậy là khớp luôn, xong rồi bắt đầu chúng ta hàn. Thì cái này thì chắc bác nào phải anh em nào cũng hàn thì cũng dễ rồi, đơn giản, quá trình hàn này thì quá dễ rồi. Đây hàn thì chúng ta hàn cái đầu cái dây đen đi với cái chấm vàng của trên của mic nha, bác và anh em chú ý. Đấy. Còn cái dây đỏ là dây nóng chúng ta hàn vào cái chấm đỏ ở trên của mic. Đấy. Nó cho nó dễ, cho nó nhanh chóng. Đấy. Thì trong thời gian vừa qua thì bên shop của em thì cũng bán ra thị trường rất nhiều những cái của mic này. Và hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều shop bán hàng này. Đấy. Hàng nói chung là hàng thì đủ loại, giá rẻ có, đấy, giá cao có.
Nhưng mà em thì cũng không có phản ánh về vấn đề hàng giả hàng nhái, vì tùy tùy mỗi nhà bán hàng đấy. Thì nói chung là bên em thì em đảm bảo uy tín cho các bác và anh em, thì hàng của em bên em là hàng chuẩn hàng bãi, nên các bác và anh em yên tâm. Về vấn đề cũng giống như về vấn đề mà đảm bảo á, thì các bác cứ đặt hàng về kiểm tra hàng ok thì thanh toán. Nếu mà cảm thấy hàng không đúng hàng bãi hàng thì các bác kiểm tra xong hàng các bác cứ trả hàng cho em, yên tâm. Không vấn đề gì hết. Còn trong quá trình mà test trong vòng 7 ngày mà chất âm của mình mà không được hay, hay là tiếng không được như ok, thì cứ bên em bao đổi. Thứ nhất là đổi, thứ hai là nếu mà thực sự không muốn thì trả luôn. Đấy, em sẽ hoàn tiền lại sau. Đấy, nên các bác và anh em chú ý yên tâm. Còn về vấn đề bảo hành thì trong thời gian thì hiện tại thì em sẽ bảo hành cho các bác và anh em. Và đối với củ mít 600 Pro 600 cũng như 700 thì em bảo hành 3 tháng. Nếu có lỗi trục trặc gì vấn đề tiếng, phờ tiếng hay là bí tiếng thì cứ alo em, thì bên em sẽ đổi cho các bác và anh em nếu trong thời gian 3 tháng nha. Còn lần em vượt qua thì các bác lo phải chịu về vấn đề đó. Có rất nhiều bác thì nói chung trong thời gian sử dụng xong khoảng 3 tháng 5 tháng mà không thích chơi nữa, mua luôn loa kéo rồi, hay là mua luôn có đi sẵn micro rồi thì có gửi lại bên em bán dùng, thì nói chung là cũng được, em thanh lý dùng cho. Giá thì không, em cũng không có thâu lại bằng giá ban đầu, nhưng mà giá của nó cũng ok, đảm bảo cho các bác và anh em mà không có thiệt. Đấy, đây đây là bây giờ đã đổ xong 2 cây rồi, thì bây giờ em thử test bỏ pin vào đấy và bấm lên xem có lên không. Nếu lên là ok đấy, các bác và anh em cùng xem nha. Thì đây chúng ta bỏ pin vào, khởi động micro lên, nếu mà micro nó lên thì nó ok đấy, đó lên luôn đấy. Thì do là mít này mít không dây có đầu thu nên anh để ở nhà, anh chỉ có đem mít theo thôi. Thì quá trình sau khi anh test xong thì về xong rồi anh nhắn tin lại, và đây đây là anh đã nhắn tin lại, anh thử mít nó ok rồi em nha, tiếng nó dài hơn ấm hơn đấy. Rồi thì video của em tới đây cũng hết, thì xin chào các bác và anh em, hẹn các bác và anh em những cái clip video tiếp theo nha. Rồi em xin chào.